Hello, bây giờ mình đang đi lên một cái đồi đồi ở đây thì rác hơi nhiều quá. Ở bên kia bạn rất là đẹp các bạn ơi, có rất là nhiều người chụp hình ở đây. Sợ luôn, tại mình quay các bạn không có thấy rõ cái độ dốc của nó. Khá là đẹp đấy, quá khá là lạnh nhìn đấy, nó đổ Rồi rớt điện thoại, đen thùi lùi. Đây này các bạn nhìn nè ha, lúc nãy mình đi lên cái đường nó rất là dốc, ở dưới phía dưới kia là cái vực đó các bạn. Để mình đi lên cái đường này nè. Ở trên này rất là cao, ở dưới kia là sương mù. Đây là mặt trời đang đang màu đang lặn Hướng mặt trời lặn ở bên này nè các bạn. Wow, ở đây là một cái cảnh ngắm hoàng hôn cũng rất là tuyệt vời ha. Bên đây là sương mù. Dưới cái vực kia rất là nhiều sương mù. dẫn các bạn đến đây vào lúc buổi sáng và buổi chiều. Các bạn nên đến đây, một là vào sáng sớm ha, hai là vào buổi chiều, nhưng mà cá nhân mình thấy là vào buổi chiều thì nó đẹp hơn vì cái cảnh nó mang mát buồn á các bạn, nhìn rất là thơ mộng, rất là lãng mạn. Các bạn thấy không, mặt trời đang lặn, sương mù gì đặc rất là lạnh đẹp, sương mù nè, rồi mặt trời nè, lạnh cảnh rất là tuyệt vời luôn. thơ mùi nhựa thông quá. Chúng mình đang đứng ở trên đỉnh cái ngọn Ở đồi đây á tôi các đỡ cái bạn. để độ cao đang là cái số thứ tự 184 là biết cái gì. Thì nó có để một cái cột như thế này. Mình cũng không có biết ý nghĩa nó là gì. Rất là cao, dưới kia là một cái vực đó các bạn. Cái thung lũng ở dưới hay sao đó. Cũng khá là nguy hiểm. Nhưng mà nó sương mù dày đặc lắm, các bạn có thể sẽ không có thấy rõ cái cảnh ở bên dưới. Đặc biệt cái cảnh như này, cái này Hả? Cái cảnh này có lẽ cảnh đẹp này, nhất. cái này cái đẹp nhất đây. Đấy là mặt trời đang lặn xuống ha. Rất là lãng mạn luôn. Rồi. Rồi. Đời có hồng tuyệt vời.